Xin được chào tất cả các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Vlog nha. Xin được kính chúc cho quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đến với những cái thông tin ngày hôm nay thì mình tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn những thông tin liên quan tới việc của gia đình bà Loan. Trước khi vào chương trình thì cũng mong các quý vị ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và hãy nhấn chuông để sớm nhận được những thông tin mới nhất từ Vượng Vlog nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, thì trong thời gian này mọi người cũng biết rằng là cái vấn đề cái miếng đất của bà Loan hiện tại đang ở, cái nhà bà đang ở thì cũng đã chắn ngang qua cái thổ mà cái anh Điền này đã mua của chị Lịch với mọi người. Thì trong cái quãng thời gian vừa qua, như chị Hồng Bí Ngô cũng nói rất nhiều, đó là anh Điền cũng đã đi kiện khắp nơi. Đó mọi người, đi kiện khắp nơi, tức là đưa đơn đi khắp nơi để mà giải quyết cái vấn đề mà tức là nó không có lối ra lối vào đâu mọi người. Thế thì cái mảnh đất đó bây giờ đi bằng khinh khí cầu thì mọi người biết rồi, muốn vào mảnh đất đó thì phải xin phép bà Loan. Thế thì cũng có một lần trước thì cũng một lần trước là cũng thuê người về để đo và xin phép bà Loan để đi qua cái căn nhà của bà Loan rồi đi vào mảnh đất đó. Thế nhưng bà Loan lại không cho. Theo mọi người là như nào? Không cho là đúng đúng không? Thế thì sau đó thì anh Điền này anh ấy bức xúc và anh ấy lên tiếng. Sau đó thì anh ấy gửi đơn đi khắp nơi nhưng mà không ai ta dám nhận cả mọi người, vì đây là cái mảnh đất tranh chấp, mảnh đất tranh chấp và mảnh đất đang trong thời gian mà tòa án người ta đang giải quyết, thì đặc biệt là không ai người ta dám sờ vào cả, không ai người ta dám nhận cái đơn này cả. Đây là một cái điều mà mình cũng muốn nói đến quý vị, cũng rất là buồn cười khi mà trước đó thì đã mua đó, trước đó là mua của chị Lịch đúng không ạ? Trước đó là mua của chị Lịch thì với cái giá hơn 2 tỷ hay gì đó. Thế thì đến bây giờ thì bà Loan đã được trả lại cái khu mảnh đất bên ngoài, thì nó đương nhiên nó chặn lại rồi, thì ở cái mảnh đất đó thì không có đường vào. Thế thì đến bây giờ thì mọi người phải biết là muốn có đường vào thì phải đi qua cái thổ của bà Loan. Đó, thế thì anh Điền này anh ấy cũng đã cậy cục khắp mọi nơi, nói chung là không còn một cái võ gì nữa. Đấy, đến gần đây ấy, thì mọi người biết rằng là những câu chuyện nó tiếp tục, nó xảy ra những cái điểm nóng. Đó, nó xảy ra những cái điểm nóng. Thế thì vừa rồi là mọi người biết rằng là vợ của anh Điền cũng đã lăng mạ bà Loan. Đó, cũng đã lăng mạ bà Loan. Và cũng khiến cho dân tình, khiến cho bà con, cộng đồng mạng người ta bức xúc. Và điều thứ hai nữa mình muốn nói rằng là con dâu của bà Loan thì cũng mắc vào nợ nần. Đó mọi người ạ. Mắc vào nợ nần. Thế thì cũng có rất là nhiều những ý kiến cho rằng là hay là đó, hay là nó có những cái mưu mô gì, hay là nó dở những thủ đoạn gì tiếp theo để kiếm lấy cái tình thương của bà Loan từ cái vấn đề cháu nội của bà Loan nợ nần, sau đó chị Lịch vay mượn để mà thế nọ thế kia, sau đó đấy, sau đó thì xã hội người ta tìm đến. Mà cái việc xã hội tìm đến là có thật mọi người. Và đây là thông tin chính xác. Thế bên xã hội người ta tìm đến thì không hiểu rằng là chị Lịch nợ đến mức độ như thế nào mà người ta kéo đến. Thế thì khi mà người ta kéo đến ấy, đó thì mọi người hiểu cái chuyện gì xảy ra rồi đúng không ạ? Đương nhiên là nợ tiền thì phải trả tiền. Thế nhưng cái điều đằng sau đó thì mình cũng không biết là cái lý do là như thế nào. Nhưng cái ở đây mình cũng muốn nói rằng là bà Loan hãy tỉnh táo. Bà Loan phải hết sức tỉnh táo trong cái vấn đề này. Bởi vì mình cũng không biết là những cái người đó người ta có mưu mô gì, có những âm mưu gì. Mà bà bây giờ bà ở đó một thân một mình thì chúng ta cũng rất là lo lắng đúng phải không ạ? Thế thì ngày hôm qua hôm kia thì có một bạn YouTube, bạn ấy cũng quay lên là bà Loan cũng cảm ơn tất cả cộng đồng mạng, cảm ơn làng trên xóm dưới nhá, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho bà. Và bà cũng đã lên tiếng, bà nói rằng là còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn hơn thì mong mọi người giúp những người khác đi, bà hiện tại là bà cũng đã tạm ổn rồi. Đó, thế nhưng cái cuộc sống của bà hiện tại bây giờ này này, cái cuộc sống hiện tại của bà Loan bây giờ chúng ta rất là lo lắng khi mà ở gần những cái nó gọi là nó nhiều gai góc ấy. Mọi người, nó ở gần những cái kẻ mà nó nhiều gai nhiều góc thì cũng rất là nguy hiểm cho bà Loan. Cho nên ấy, ở đây là cái âm mưu gì thì mình không biết. Nhưng ấy, mình thấy mình đọc rất nhiều những cái comment, những cái bình luận của mọi người.
là hãy bảo với bà Loan là phải cẩn trọng trong cái cuộc sống. Đúng mọi người, ở đây thì đương nhiên là phải cẩn trọng trong cuộc sống, bởi vì nó đã xác định đến bây giờ ấy, người ta gọi là cờ hó cùng rứt dậu rồi, đã cờ hó cùng rứt dậu thì mọi người phải biết là nó rất là nguy hiểm. Thế nó nguy hiểm thì đương nhiên là bà Loan ở một thân một mình thì cũng rất là đáng ngại đó. Cho nên là tất cả mọi người chúng ta cũng biết là cái câu chuyện từ đầu tới giờ, từ những cái năm ngoái tới giờ, đến bây giờ bà Loan mới gọi là dễ thở một chút. Thế thì hiện tại thì vẫn có một mảnh đất đó, mọi người biết là đang cái thời gian tranh chấp, đang trong thời gian kiện tụng. Tòa án người ta vẫn đang điều tra để mà đầy đủ chứng cứ, người ta sẽ cho ra một kết luận cho nó xứng đáng. Thế thì mọi người biết rằng là nó, cái kẻ mà nó tham lam thì đương nhiên là nó rất nhiều những cái thủ đoạn đó, nó rất nhiều những cái thủ đoạn để mà gây nguy hiểm mọi người nhé. Thế thì trong cái vừa rồi xã hội đen tìm đến rồi, rồi những cái âm mưu nợ nần thế nọ thế chai, hay mình sợ một ngày nào đó sợ rằng là bà Loan lại mềm lòng đó, cái cơ bản là đó, bởi vì là thường thường là người mẹ nào cũng rất là thương con, bà nào cũng thương cháu. Thế nhưng mà đến bây giờ thì được sự quan tâm, chia sẻ, được sự gọi là hậu thuẫn của quý vị khán giả, hậu thuẫn của bà con hàng xóm, cho nên là cũng mong bà Loan sẽ cứng rắn ở trong cái việc này, phải cứng rắn hơn ở trong việc này, không được mềm lòng, không được một chút do dự gì, hãy cứ đứng lên và sống một cuộc sống bình thường. Bởi vì là bây giờ nó không thương mình thì mình thương gì nó, hả quý vị? Nó không thương mình thì mình thương gì nó, đúng không? Nếu như bảo như là nó thương mình cơ, đó, thì mình còn thế nọ thế kia, mình còn ra tay giúp đỡ. Thế nhưng mà nó đến bản thân mẹ mà nó còn không thương, thì nó thương được ai? Thì mình thương làm gì được nó, đúng không? Mình không cần phải thương. Bây giờ bà Loan chỉ cần sống một cuộc sống yên bình, sống một cuộc sống thanh thản, kiếm được đến đâu xài tới đó. Còn nếu khổ quá thì đã có các con gái, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cộng đồng mạng còn rất là nhiều người tốt, cộng đồng mạng còn quá nhiều người tốt, Vượng phải thừa nhận việc đó. Đến bây giờ ấy, em vẫn còn không nghĩ được rằng là lại còn nhiều người tốt đến như vậy. Khi cơ sự của bà Loan xảy ra như vậy, cái ngày đầu tiên ấy, là rất nhiều người hộ cho bà, rất nhiều người ủng hộ bà Loan. Sau một thời gian của cái anh Đạt đến rồi, sau câu chuyện đó nó nhùng nhằng cho đến tận bây giờ thì người dân vẫn tiếp tục ủng hộ cho bà Loan. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là sống có đạo đức, sống tốt thì ắt sẽ gặp được quý nhân phù trợ. Thế còn bây giờ nếu như bà Loan bà ấy sống không tốt thì làm gì bây giờ bà được hưởng những cái phước báu đến như tận bây giờ. Nó gọi là phước báu đó mọi người. Được mọi người tận tình giúp đỡ lên tiếng thì đây gọi, người ta gọi là phước báu. Mọi người nhá, đây gọi là phước báu. Còn nó không ra gì thì đã có hàng xóm, bà con, láng giềng, rồi cộng đồng mạng khắp nơi, những người nước ngoài cũng gửi tiền về để giúp cho bà Loan. Điều này là chúng ta phải ghi nhận tấm lòng của quý vị khán giả, tấm lòng của Mạnh Thường Quân, những cái tấm lòng của cộng đồng mạng cao cả. Cho nên đấy, bây giờ là bà Loan là không được mềm lòng. Hãy đứng vững. Hãy cố gắng, nếu không chuyển được đi thì hãy cố gắng đứng vững và không được nghe một cái gì phía bên nhà con dâu cả. Bởi vì ấy, cái giống mà nó gian xảo thì nó lại nói ngon nói ngọt rất là tốt mọi người, đúng không? Nó ngon nói ngon nói ngọt rất là tốt. Cho nên là đến thời điểm hiện tại này, đối với cuộc sống của bà Loan là đã tạm ổn định nhá, tạm ổn định. Thế còn về cái việc mà đất đai sau này còn cái miếng đằng sau, mà cái miếng đi bằng khinh khí cầu ấy, thì sẽ để cho tòa án người ta giải quyết. Thì đương nhiên là theo cái mức độ đánh giá thì 90% là bà Loan lại lấy lại được cái mảnh đó. Thế thì anh Điền này đương nhiên là phải đòi tiền của chị Lịch Vì, vì cái miếng đất này nó
nó đang trong tranh chấp mà chị bán cho tôi thì đến bây giờ như này thì chị phải trả tiền tôi là đúng rồi, đúng không mọi người? Cho nên anh Điền cứ phải đòi tiền cái chị này đó, cho dù nó thế nào chăng nữa thì anh Điền vẫn cứ phải đòi tiền cái chị này để mà lấy số tiền đó, chứ còn đi chửi bà Loan làm gì, đi nói bà Loan làm gì? Bởi vì đất của bà Loan đó thì bà sống, đất của tôi thì tôi xây, có quyền tôi sẽ phải, bản thân của Vượng, Vượng cũng xây y xỉ như vậy, cũng xây chắn như vậy, đúng không? Mình cũng xây như vậy, nhưng mình cũng không thể để lối thoát được. Bởi vì sao? Bởi vì đây đang là thuộc cái lĩnh vực tranh chấp đòi lại cái công bằng, công lý cho bà Loan, thì đương nhiên bà phải xây đúng đủ cái hết mảnh đất của bà luôn. Đến cộng đồng mạng người ta còn những người người ta giúp đỡ rất là nhiều tiền. Huống chi là đây đằng này là con mình mà nó làm như vậy thì thật sự là mình cũng cảm thấy đau lòng. Quý vị, mình cũng cảm thấy đau lòng chứ không phải là đơn giản. Cho nên đến ngày hôm nay mình chỉ mong sao rằng bà Loan sẽ sớm lấy nốt lại được mảnh đất đó, lấy lại nốt được cái mảnh đất đó. Sau này thì bà xử lý như nào đó là việc của bà. Nhưng rất nhiều cộng đồng mạng cũng trùng quan điểm mấy Vượng với Lốc là nếu lấy nốt được mảnh đó thì em là em bán quách đi, là em về gần nhà con gái em ở. Nếu phải như em là như vậy, nếu sau này lấy được em bán quách đi, thế em lấy tiền về gần nhà con gái ở, thế thôi. Quan điểm của em nó là như thế, để tránh xa những cái rác rưởi, tránh xa những cái núi lửa, tránh xa những cái chỗ mà gần chỗ nó ôi thối thì chúng ta nên tránh xa ra. Chứ còn bây giờ bà Loan vẫn ở đó thì bà vẫn khổ, khổ với tư tưởng. Đây là một cái điều mà mình cũng chia sẻ thật lòng với quý vị thôi. Ở gần thì vẫn cứ khổ, chứ cũng chẳng sung sướng gì, đúng không mọi người? Qua cái quá trình chúng ta đánh giá được cái con người đó, cái con người của cái chị này, không có một điểm nào gọi là có một tí lòng tốt cả. Thì đương nhiên là ai thì cũng nói tốt về mình thôi. Nhưng mà cái câu chuyện này khán giả ta hiểu hết rồi. Khán giả đâu đâu người ta cũng hiểu là đầu tiên là nịnh nọt để mà chuyển tên cho cháu, chuyển tên cho mình để lấy. Sau đó là không đuổi thẳng mặt nhưng đuổi bằng lời nói. Không đuổi hẳn nhưng mà lại nói ý nhiều. Thế thì ai mà ở được, phải không quý vị? Cho nên bản thân chúng ta cái thời này thì chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Nói cạnh, nói khóe rồi đá thúng đụng nia thì ở với nhau nó khó ở. Cho nên nếu phải bản thân em là sau này mà lấy tòa án người ta xử xong nha, mà lấy lại được mảnh đất, nó phải em là em đi ngay. Em sẽ bán hết chỗ đó đi. Kể cả chị con dâu bà Loan có tiền mua ta bán, đúng không? Cứ đưa tiền đây, tao ký tiền xong là xong. Hoặc là người ngoài ta mua, là như em là em sẽ chuyển đi về gần nhà cô con gái rồi mua một cái mảnh nào đó, xây một căn nhà hết khoảng 500 triệu. Đấy. Thế thì em ở cho nó đàng hoàng, đỡ phải đau đầu. Một cái là bà Loan thì thật sự theo ý bà là không biết bà có đi không, nhưng đấy là ý kiến của em thôi. Còn mọi người thì rất nhiều người comment vào đây rồi. Ừ thì đồng ý với ý kiến của Vượng rồi. Mỗi cái là ở đó thì mình sợ thôi, mình lo cho bà Loan thôi mọi người. Một thân một mình già cả rồi, hiện tại trong thời điểm hiện tại này mới là lo lắng này mọi người ạ. Cho nên ấy, mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho bà Loan, để bà sẽ, cái thứ nhất bà lấy hết được số đất đó, cái thứ hai là bà có được một cuộc sống an lành, nốt cái quãng đời còn lại. Đây là một cái điều mà toàn thể bà con nhân dân mong muốn. Thế thì đến ngày hôm nay thì em cũng rất là mừng, đó là khán giả ủng hộ cho bà Loan rất nhiều. Cái mái tôn, cái nhà vệ sinh, bảo kêu gọi mọi người cái là xong ngay. Đó là một cái điều thật sự là em rất tôn trọng mọi người, thật sự lòng tốt mọi người quá tuyệt vời. Đến hôm nay thì bà cũng đã làm xong được mọi thứ đối với cá nhân của bà. Thế còn một cái mảnh đất kia chúng ta sẽ đợi đến tháng 8 này rồi nhá. Đến trong tháng 8 này thôi mọi người. Thì rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe cũng như là quan tâm theo dõi. Mà chỗ nào mình nói nó không được hay thì thôi mong mọi người hoan hỷ cho Vượng Vlog nha.
Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.